xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Kim Minh và cũng như là tất cả các kênh fanpage đang live trực tiếp giải đấu Võ Lâm Minh Chủ cùng với chủ Đại Phật Sơn. Và trận vòng bán kết đầu tiên của chúng ta đó là giữa chiến đội Tấn Cười Chuối sẽ tranh với chiến đội Cậu Nhóc anh em ơi. Và chúng ta vẫn thi đấu với hình thức bo 3.2 win. Và anh em đang trước màn hình anh nhỏ của anh em, đây là hai cao thủ đã tập trung trước khu vực này. Hai tấm hình anh em ạ. Rồi. Cho anh em xem thì đây là set đồ của Tấn Cùi Chuối nha anh em. Hello mọi người nha, chúc anh em tối xem live vui vẻ anh em ơi. Cái này là màu ạc anh em đọc anh em. Năm đọc vừa rồi đã thắng được em Mi và đã lượt vào vòng trong này quá xuất sắc. Đó là màu ạc năm đọc. Phòng thủ 15, phòng thủ 11, phòng thủ 15 và ngọc bội cực phẩm 25. Nhẫn làm chậm 30, nhẫn không băng. Giày không băng và áo phục hồi làm chậm. Hiện tại năm đọc chỉ có bộ 60 làm chậm. Đây là cậu nhóc, cậu nhóc là một cái bang. Hiện tại đang sử dụng một cái bóng 20-80, quá chất. Một gia truyền kháng cả 18 hoặc kim, quá đẹp. Nón 2240, quá mát luôn. Một áo cực phẩm hiệp cốt, đỉnh quốc. Đại lưng 25, không băng, nhẫn không băng 20, nhẫn kháng lô 30, một tên 140, ngân bộ 140, và giày kháng lô 30, mát đột. Nói chung sách đồ của cậu nhóc này quá pin rồi mà. Đang sử dụng con bông tiêu nữa, quá pin. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Và đây là những đòn đồng đầu tiên xuất sắc dành cho cậu nhóc của chúng ta. Cậu nhóc đã cho hai ba đam và Tuấn Cửu Chuối đành phải buông tay chịu chói. Ok, hello anh em nha, hello mọi người. Hello anh em, chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nha anh em. Rồi, quá xuất sắc quá nhanh luôn anh em ơi. Đánh với năm độc thì không cần bóp đâu, quất luôn. Không cần bóp đâu. Và trận đầu ra đó đầu tiên của vòng bán kết 1 này chúng ta đã có đoàn cậu nhóc đã win 1-0. Cậu nhóc đã win 1-0 anh em. Anh em đang xem hãy đỡ lại một like chia sẻ chơi anh em ơi. Cậu nhóc cái băng rồng win 1-0. Trên đồ năm độc thì không có cái băng này mà trên đồ năm độc không có kháng hỏa nè. Không kháng hỏa nó bốc hơi luôn. Không có kháng hỏa nó bốc hơi luôn. Không có một lượng kháng hỏa nào luôn nè. Không có một lượng kháng hỏa nào luôn. Quá nhanh. Hello anh em nha, hello mọi người nha. Quá nhanh luôn nè. Không có kháng hỏa, chỉ có thở bốc hơi mà thôi. Ok anh em đã khả bật cam nữa. Ok. Hello anh em nha, hello mọi người nha. Dư Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Hello anh em hiện tại đang trực tiếp tại kênh YouTube, link ở bên trên. Anh em có thể kích vào link YouTube bên trên để có thể ủng hộ Dư Khải một like, chia sẻ, cũng như là anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút like, đăng ký kênh giúp Khải ủng hộ nha anh em. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến trận đấu thứ hai. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến trận đấu thứ hai. Với năm độc thì không cần bóp đâu, quất luôn. Không cần bóp đâu. Rồi. Trên đồ năm độc thì không có cái bàn này mà trên đồ năm độc không có kháng hỏa nè. Không kháng hỏa nó bốc hơi. Hello anh em mới vô nha, Dư Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ anh em ơi. Hiện tại anh em đang xem giải đấu trực tiếp, giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của mấy chủ Đại Phật Sơn, trang chủ công thành chiến xưa.net. Và hiện tại chúng ta đang xem diện vòng diễn ra, đó là vòng bán kết. Và sau khi vòng bán kết này ai win thì sẽ chính thức lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và người thua sẽ là tranh 34 nha anh em ơi. Người thua sẽ là tranh 34 nha anh em. Và ngày hôm nay sẽ là kết thúc giải Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ Đại Phật Sơn luôn nha anh em. Và tiếp theo vào ngày sau. Tiếp theo vào ngày sau đó là được Khải xem lịch xem. Tiếp theo vào ngày sau đó là ngày chính xác đó là ngày 24 tháng 3. Chúng ta sẽ tiếp tục với Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ Lương Sơn Bạc nha anh em. Đúng vào ngày 24 tháng 3 là vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục với cụm Lương Sơn Bạc. Đó, chúng ta sẽ diễn ra vòng 8 đội vào tứ kết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trong anh em ơi. Hai chiến đội đã bước tới vào trong chưa? Chưa, anh em có thể kích vào link. Ok, và chúng ta sẽ tiếp đến vô ra xem trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ hai này chúng ta cùng đợi xem nha anh em. Quá nhanh. Trong trận đấu bán kết này năm đọc bị đột tử quá nhanh luôn nè. Không thở trụ nổi một đoàn rồng luôn nè. Một phát một bốc hơi luôn. Thêm một đoàn thứ hai nữa là anh toàn diện luôn nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận bán kết đầu tiên. Và đây là trận đấu thứ hai giữa cao thủ Tấn Cửu Chuối và lại cầu nhóc. Và chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 10 giây. Có vẻ như trong trận đấu này cậu nhóc đánh cho mình hướng bóng. Và đây là những đồng bóng đầu tiên. Hiện tại anh ta đang sử dụng một cái bóng tóc 20 bản sắc 80. Một cái bóng quá đẹp. Và đây là những đồng tiếp theo.
Bốc hơi quá nhanh, không còn gì để nói nữa nè mà. Và chúng ta xin chúc mừng những đội cậu nhóc đã lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và rất đáng tiếc cho Tuấn Cùi Chuối chỉ ở lại tranh cho mình 3-4 mà thôi. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận bán kết thứ hai.